Sau 3 kỳ giảm giá liên tiếp, từ 16 giờ 30 chiều ngày 2 tháng 7, giá bán các mặt hàng xăng dầu đã bắt đầu tăng nhẹ trở lại. Trong đó, xăng RON 953 tăng 383 đồng một lít, xăng E5 RON 92 tăng 420 đồng một lít, dầu diesel 0.5S tăng 292 đồng một lít, dầu hỏa tăng 326 đồng một lít, dầu mazut 180 CST 3.5S tăng 105 đồng trên 1 kg. Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá sau. Xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.653 đồng một lít, xăng RON 953 không cao hơn 20.517 đồng một lít, dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.949 đồng một lít, dầu hỏa không cao hơn 15.937 đồng một lít và dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 15.220 đồng một kg.